Đừng bắt em phải quên. Linh lộ mặt cáo. Luân viết đơn ly hôn với Ngân. Ngọc bỏ đi vì gia đình tan vỡ. Quý vị khán thính giả thân mến, phát hiện ra tất cả những trò bẩn thỉu của Linh, Luân đã điên tiết bóp cổ Tiểu Tam. Trước đó ở tập 28, Linh bắt tay với Dũng câu kết làm ăn và giở trò bẩn thỉu sau lưng Luân nhằm gây áp lực tài chính với anh. Trong Đừng bắt em phải quên tập 29, khi đã phát hiện ra tất cả sự việc, Luân tìm đến nhà Linh chút giận và không ngại ngần buông lời xỉ vả Tiểu Tam. Cô là một con đàn bà dã tâm khốn nạn nhất mà tôi được biết. Một tình tiết đặc biệt trước khi Luân đến để dằn mặt Linh, đó là việc Linh khi vừa mở cửa bước vào nhà thì nhận được điện thoại. Người gọi điện cho Linh không biết là ai nhưng đe dọa Linh rằng tôi sắp hết kiên nhẫn rồi đấy. Knock out ngay, nếu không thì cô sẽ biết hậu quả như thế nào rồi đấy. Linh tỏ ra vô cùng sợ hãi, ngoái nhìn lại phía sau thì có một người lạ mặt đang đứng theo dõi Linh, giống như báo hiệu điều chẳng lành sẽ xảy ra với Linh. Chắc chắn đây là nguyên do để Luân biết được những âm mưu xấu xa mà Linh đang làm. Luân biết thừa Linh và Dũng câu kết với nhau để hại anh. Mặt cáo của Linh lúc này mới lộ rõ. Cô ta bật dậy đành thép nói với Luân: nhầm, đấy là cái giá phải trả cho những người đàn ông đã coi thường tình cảm của phụ nữ. Luân lúc này mỉa mai cười: chính cô đã thông đồng với thằng Dũng để đẩy tôi vào tù và chiếm đoạt tiền của tôi. Linh lúc này tỏ vẻ đắc thắng, nói với Luân là bằng chứng đâu. Luân khẳng định sẽ có bằng chứng cho Linh thấy. Tưởng rằng Linh sẽ tỏ ra sợ hãi, thế nhưng cô ta lại vênh váo nói rằng: anh cứ thong thả mà tìm nhá. Cứ nghĩ đến cảnh gia đình nhà anh tan nát, con vợ của anh nó bỏ anh đi theo thằng bồ cũ, sao mà tôi thấy vui thế. Vui quá, vui lắm ấy. Công ty của Luân đang đứng trên bờ vực của sự phá sản. Luân không biết xoay sở ra làm sao. Đến gặp Ngân, Ngân có nói với Luân rằng hãy bán ngôi nhà đi để lấy tiền xoay sở. Nhưng Luân nhất định không bán vì đó là công sức của cả hai người. Căn nhà đó phải để lại cho con gái. Luân đã kiên quyết với Ngân. Anh rút ra đưa cho Ngân tờ đơn ly hôn, bảo Ngân ký vào, khi nào ký xong rồi thì mang qua công ty cho anh. Nói rồi anh đứng dậy nói có việc và đi thẳng. Cũng trong tập 29 của Đừng bắt em phải quên, trước sự đổ vỡ của gia đình, Ngọc chính là người thất vọng và đau khổ nhất. Ngọc tìm đến Duy, thế nhưng một nỗi đau khác lại ập đến với Ngọc khi Ngọc đã nghe được toàn bộ câu chuyện của bà Hoa, mẹ Duy nói chuyện với anh, rằng không bao giờ bà chấp nhận Ngọc làm con dâu nhà mình. Những chuyện trước kia của mẹ Ngọc với gia đình nhà bà không chấp nữa, thế nhưng những gì đang diễn ra với gia đình nhà Ngọc bà không thể chấp nhận được. Bố một nơi, mẹ một nơi, Duy làm sao có thể chạy được theo mẹ con Ngọc, chưa kể vài ba hôm nữa bố mẹ Ngọc lại đưa nhau ra tòa. Tất cả những điều đó bà không thể chấp nhận được. Ngay sau đó Ngọc đã bỏ đi. Tình tiết cụ thể diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem tập tiếp theo tập 29 Đừng bắt em phải quên, phát sóng lúc 21:30 tối nay ngày 23 tháng 7 trên kênh VTV3. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm nút đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những video clip hay và những câu chuyện ly kỳ hấp dẫn tới quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại.